Kính chào ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh. Em xin được giới thiệu, em tên là Dương Ngọc Linh, 7 tuổi. Hiện tại em đang là học sinh của trường tiểu học Thạch Bàn A Thân Yêu, một ngôi trường nằm ở mảnh đất Long Biên, Rồng Thiêng, thành phố Hà Nội. Em rất vui mừng và vinh dự tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề sách và khát vọng cống hiến. Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: có gì đẹp trên đời hơn thế? Người yêu người sống để yêu nhau. Sức mạnh của lòng yêu thương, của sự quan tâm thật phi thường và mãnh liệt, giúp con người vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống. Phải đầy ắp quan tâm mới có thể trao yêu thương cho người khác. Trong thời đại ngày nay, cần lắm những tấm lòng, cần lắm những bài học đạo đức sâu sắc để gieo vào lòng người. Những hạt giống yêu thương gieo mầm nhân cách tốt. Cuốn sách em muốn mang đến cuộc thi ngày hôm nay đó chính là cuốn sách Quan Tâm do tác giả Hà Yên biên soạn. Em thường đọc sách vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Cuốn sách nhỏ gọn cùng hình minh họa dễ thương, trong đó có các câu chuyện ngắn và các bài học bổ ích và thú vị. Quan tâm là một đức tính tốt mà ai trong chúng ta cũng đều cần phải biết và cần phải có. Khi sự vô tâm đang lên lỏi khắp nẻo đường của cuộc sống, gieo mầm tính cách quan tâm là một liều thuốc tinh thần để mọi người có thể hiểu và nhận thức được sự quan tâm là đáng quý và đáng trân trọng biết nhường nào. Cuốn sách này có các câu chuyện như sự khác biệt, người đàn ông giàu có, đôi bạn, một người bình thường, cái bẫy chuột, bài học về sự quan tâm, một bó lúa. Cách dẫn dắt của câu chuyện rất đặc biệt, từng mẫu chuyện nhỏ, giản dị, gần gũi nhưng có tính giáo dục cao, khơi gợi tình thương, lòng quan tâm giữa người và người. Về cách trình bày, mỗi câu chuyện nhỏ sẽ bắt đầu bằng một câu danh ngôn ngắn, tiếp tế là kể chuyện, sau cùng là phần cùng suy ngẫm, giúp khơi gợi ý nghĩa và tự rút ra bài học cho câu chuyện. Quyển sách cho ta thật nhiều bài và với những câu chuyện ngắn, gần gũi, dễ hiểu. Vì vậy, em thấy đây là quyển sách bổ ích cho mọi lứa tuổi. Quan tâm sẽ là vòng dây kết nối chặt chẽ mọi người lại với nhau. Mình vì mọi người vì mình. Mở rộng vòng tay với nhau sẽ hình thành nên những tình bạn đẹp, những tình cảm chân thành. Quan tâm nhau sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa và tốt đẹp lên rất nhiều. Trong cuộc sống hối hả ngày nay, cần lắm sự quan tâm, yêu thương gắn bó mọi người. Trên đây là những chia sẻ của em về cuốn sách Quan Tâm. Với cuốn sách này, em mong sẽ giúp mọi người có những trải nghiệm thú vị. Hy vọng rằng sự quan tâm và tình yêu thương sẽ tràn đầy trong tim mỗi người. Lời cuối, em xin được cảm ơn ban giám khảo, quý thầy cô và các